Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định 1409/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021. Cụ thể, hỗ trợ Bình Phước 559,74 tấn gạo, hỗ trợ Bạc Liêu 636,975 tấn gạo, hỗ trợ Sóc Trăng 2.921,085 tấn gạo. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.